Website đào tạo Forex xin chào mọi nhà đầu tư. Mời nhà đầu tư theo dõi livestream trực tiếp trên thị trường của bên trung tâm đào tạo Forex. Tôi là Trần Quốc Minh, người duy nhất trên thị trường giao dịch Forex này dám chia sẻ và chứng minh bằng thực tế để mọi nhà đầu tư có thể nhìn nhận và đánh giá về các giá trị mà bản thân tôi chia sẻ và gửi đến cho bản thân các bạn. Nhà đầu tư phải hiểu rằng khi tồn tại được ở trên thị trường giao dịch Forex này, bản thân các bạn không cần phải nhiều tiền vẫn có thể tồn tại và gì nhỉ? Giao dịch thành công ở trên thị trường. Còn khi bản thân các bạn đã không giao dịch được ở trên thị trường giao dịch Forex này thì cho dù các bạn có bao nhiêu tiền thì chăng nữa, rồi cuối cùng các bạn cũng sẽ đến một cái đích, đó là phải nạp tiền và tan gia bại sản. Nhà đầu tư phải hiểu rằng mọi giá trị kiến thức ở trên thị trường Forex đều phải được chứng minh bằng thực tế và được xem xét, theo dõi, đánh giá trong cả một khoảng thời gian dài. Xin lỗi nhà đầu tư, chuyên gia Forex, á quân Forex, hay pro trader hoặc là bất kỳ một ai được gọi là gì nhỉ? Thầy dạy Forex ở trên cái thị trường giao dịch Forex này, nếu không chứng minh được bản thân họ giao dịch và tồn tại được ở trên thị trường, xin lỗi thật. Nhà đầu tư đó chỉ là những kẻ lừa đảo, bịp bợm và gì nhỉ? Trục lợi trên những giá trị mà bản thân chúng không làm được và gì nhỉ? Tạo ra những giá trị ảo cho nhà đầu tư để nhà đầu tư lao vào để bản thân chúng trục lợi mà thôi. Thị trường giao dịch Forex này không có chuyện là dễ mà chẳng có chuyện là đơn giản. Chỉ có dễ là dễ tan gia bại sản, đơn giản là chính bản thân các bạn sẽ phải là người mất tiền khi tham gia vào trong thị trường giao dịch Forex này. Tôi mong muốn rằng những giá trị chúng tôi đang chia sẻ, tôi mong muốn rằng những giá trị chúng tôi đang gửi đến nhà đầu tư, mọi nhà đầu tư nhìn nhận và tự đưa ra những giá trị khác nhau cho chính bản thân các bạn khi tham gia vào trong thị trường giao dịch Forex này. Tôi xin gửi đến nhà đầu tư và mong muốn rằng mọi nhà đầu tư hãy đi chậm lại để theo dõi, nhìn nhận và đánh giá các giá trị thực tiễn này ở trên thị trường. Tôi đang chia sẻ và mong muốn rằng những giá trị chúng tôi đang gửi đến nhà đầu tư, mọi nhà đầu tư nhìn nhận và tự đưa ra những giá trị khác nhau cho chính bản thân các bạn khi tham gia vào trong thị trường giao dịch Forex này. Tôi xin gửi đến nhà đầu tư và mong muốn rằng mọi nhà đầu tư hãy đi chậm lại để theo dõi, nhìn nhận và đánh giá các giá trị thực tiễn này ở trên thị trường. Tôi đang chia sẻ.